người vừa cá rồi. Em thấy như chỗ này như nó chở cát về đây đổ đây sao nhỉ? Nữa. Ngày xưa không có cát đâu mà. Nó cứ làm nhân tạo ấy. Ngày trước nó bơm nước đi. Vịnh Minato. Ok hoa. Chưa được á? Chơi thế em chơi cái gì nhỉ? Chơi nhiều thế thì mới thấy chơi bao nhiêu rồi. Là cái gì đấy? Đi, let's go. Hình đây hả? Cái hình này hả? Ờ, ok. Mặt cười á? Bố đi và tới không sao ấy. À, ok. Nhưng mà người khác. Bố nghĩ là con nên đeo khẩu trang mà thôi. Dạ. Yeah. Cho đỡ gió. Thôi, họ treo lên đây cho bố đẩy cho nó nhẹ. Để ra cái chỗ còn nước thì rửa tay. Đi. Chỗ này người ta làm cái này để làm gì vậy? Nó như cái ổ súng ấy nhỉ? Làm như ổ súng của cô đúng không? À, chương trình. Bụi tên. Bà hết mắt em rồi. Có mắt chưa? Cái đội này mang được cả bộ bàn ra đây. Đấy. Tin bố bảo nhá, cái cát này này đừng có nâng cao lên là bay vào mắt đấy, gió thổi cho mày mắt đấy. Đi.
giờ tay giờ đi. Được chưa? Muốn đi đây. Muốn đi rồi nhá. Thế con bảo là con muốn đi xem nữ thần tự do ấy thầy. Tí nó tối mất. Đấy, dọc đường này sang được. Lúc trước con có đến mình ở cái đường kia không? Mình thấy nó đúng không? Bây giờ mình đi ngược đây này, mình đến nó chưa? Nó đang ở đâu? Đằng đằng này kia. Đằng kia thì đằng nào nó cũng. Ôi giời, đi như là lính nhỉ. Nhìn giữa bình. Nó cố tình làm này để cho cát nó rụng. Đúng nhỉ. Xuống dưới cát nằm á. Đây nó có chỗ gọi điện thì cái tận đây hợp lý ấy nhỉ.
khác Tokyo to như thế mà à, cao như thế mà đứng đây nhìn này. Thấp tẻ, cái cảm giác sao chúng lại thấp hơn đây nhỉ? Ai? Bên trong nhỉ? Đúng không? Thế là sao mà nước không tràn vào? Thôi, cái chai nước này còn tí kẹo. Gì á? Sao? Quay như thế là một cái này anh em quay quay ra là cái bố. Không thích gì bố cái con cứ nhìn nhìn cái gì? Cái gì? Hả? À? Thằng bố hả? À, nó quay ra nhìn thấy thằng bố. Thằng bố đây hả? À, ra sử bố đây hả? Bạn kia bạn nhìn làm gì? Nhìn làm cái gì là chú đây? Xem làm gì? Không lạnh đấy chứ? Dạ. Có thể lạnh. Lạnh chơi lâu. Mùa hè đây chắc chơi lâu rồi. Mát. Không nhìn làm gì? Sao nói chuyện cả cống nước nữa cơ. Chơi rằng trong kia có bay bay được không nhỉ? Đi đây. Ui, à, chơi bay xe. Không xuất phát đi đường cùng đi. Không xuất phát đi đâu. Chơi hết tìm được. Đấy, hết chân nó rồi đấy. Thấy chưa? May mà gặp người người ta tốt bụng nha, không là người ta mắng con đấy. Người ta mắng rồi đấy. Con bố bảo rồi, con xúc cát không đổi thì nó bay vào người ta mà nó nói ra rồi không nghe à? Con hiểu cái việc. Con xúc cát còn xúc một chỗ thôi, không được xúc hết như thế. Không, không của người ta, không dẫm. Người ta làm, nếu người ta làm thì mình dẫm người ta không được. Nhưng trước, ví dụ của con trước con làm, con người phá của con có thích không? Đúng không? Đi thôi. Để cho từ giờ chơi đi. やべ、頭に砂ついてる。
thì ra không của mình không lấy. Nhưng chắc mình ra đoạn này à? Cái kia. Cái kia nó có đầy coi tóc mấy đâu. Có tí chậu. Nó đổ cát ra. Chưa ra Tín ơi. Tín ơi, quả này. Con đá thế nó bẩn hết lên tất đấy. Giữ chân đi chờ đây. Bẩn hết đất rồi. Trong ngồi xe à? Hả? Tín ơi bụi. Cây trồng rất này sao hết で、お金もらいたいの。
Ai đấy? Ai đấy? Cổ. Cô gái. Cô gái á? Nhìn này, sao biết cô gái hay là ai? Ô gì? Gì thả? Bụi bắn người ta rồi. Không tin nổi. Bố á? Bố thì giữ hết rồi, bố rồi. Thôi, xuống đi ra xuống đi chơi đi. Mẹ lên tỏa đi. Bố đi về phía kia đã, đi về phía cầu kia. Ты не думаешь, что она слушает меня, хотя я тоже могу говорить. Ты иди, 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 иди. Ngoài cái đoạn đường góc kia có con hả? Nó dừng lại thôi. Chưa. Bố muốn mang xe của bố đi ra góc kia kìa, ngoài biển kìa. Xong rồi bố con mình đi bộ xuống đấy. Ừ. Đi bộ xuống đây thử xem nào. Thì đây bố phải dòng xe đấy đã. Đi nói này có gì đâu. Ừ, ý là xe đây không đi được, phải đi chỗ này. Đi xuống đây hả? Ừ. Đây này. Ừ, con đi thôi, xuống. Đi xuống đi. Đi xuống đi. Đến đây rồi mà không làm người ta cái lối cho người ta đi. Thế Thảo đẩy hộ bố cái xe này đi không? Con xe đi vào đây muốn gì đâu. Hả? Xe đi để bố để xe gọn nào vào đây. Trời đấy. Đi, à. Ừ. Cầm này đi. Được chưa? Đồng ý chưa? Đồng ý. Đã xuống dưới biển rồi. Ừ.
đi rồi xuống biển gần thôi. Đi ra chỗ không có người nào, chỗ đông người lắm. Chỗ nào vắng người thì là đây, chỗ này cũng được này. Chỗ này, ở chỗ này mấy chỗ này, chỗ này nhiều đá quá. Đá được không? Chỗ nó lại trở bên mình cực rệt rồi. Chúc đi. Bố ở đây. Ừ, bố ngồi đây. Bố này. Ừ. Cầm một con nữa này. Ừ. Bố đào đi, bố đào đi. Đào hố để bố xuống nước hả? À? Như lúc trước á? Thế thì phải cởi tất ra chứ, không thì ướt hết tất à? À đúng rồi nhỉ? Nhưng mà bố thấy à... hay là thôi. Hay ra đây, đây người ta có hố đào sẵn rồi này. Đây, ra đây. Ướt hết tất đấy. Ướt hết tất đấy. Cởi tất ra. Cởi tất ra đã. Ừ. Cái giày này yên yên rồi, yên từ 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 rồi, đi trên đất đi nữa, còn rét ở trên này, rét ở trên này nặng nhá. Chút hả? Trời ơi, sao bên này nè. Đồ 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 thấp thôi, đồ thấp thôi. Đồ thấp thôi, hạ hạ thấp đi xuống. Đừng được cao. Đừng được cao quá. Vui nhỉ? À, vui nhỉ. Quan gì kìa? Quan gì đó? Quan gì kìa? Con ngao. Có thằng ngao ừ. Hai con rồi. Con xúc tiếp đi, con này không gì đâu. Con này không gì cả. Thôi để yên đấy. Lát nữa mang cho mẹ thả. Rồi, con xúc nước đi. Đúng đấy. Ừ, con ngao con này nó không cắn được đâu, hạ thấp xuống. Đừng rất cao quá, nếu bắn được người bố. Hạ thấp đổ đây là được. Đúng chưa? Ừ. Bắt con ngao nó bơi xuống đi. Không, con này nó vàng định được. Hả? Để bố lá, bố bắt nó về. Con cái này về con đi, để cái này cho bố. Được à? À bố từ từ bố bảo này. Sắn quần lên. Sắn quần lên đã. Sắn thẳng cao lên. Lấy tay sắn thẳng lên nhé. Đây. Ừ. Đây. Nào nữa đây, lên trên đầu gối. Xong rồi. Ok, từ mua nó đi. Đúng chưa? Đấy, rồi. Hạ thấp xuống. Rồi. Hạ thấp xuống. Đấy. Rồi, cái đồ đi. Đào đi. Ừ, bố đang đào rồi, đây tiếp đi. Hạ thấp xuống, không đổ. Rồi, đúng rồi, như thế. Đào tiếp đi. Đang đổ. Con người đào, con người đổ. Ừ, đang đào rồi, đây. Đang đào đây. Cái ông giá khi mình sáu nhỉ. Sao ấy? Giá này rồi, giá. Bố bảo này hạ thấp xuống, đừng đổ đây, nó đổ đây của bố nó tràn xuống.
cát thế. Cái em bé kia làm cát quá, quay cả người bạt bố. À, thật xuống. Anh cứ thôi. Nào đi, nào cho kia. Gần đó rồi đấy. Gần đó. Đây rồi, đây. Một nước nữa đi. Chưa. Chưa. Đấy. Nào cho kia kìa. Đấy. Đào rồi, còn đi cái múc nước lên đây. Múc nước nó đổ vào đây. Này, con gì đó? Đá, con gì? Nhiều nhờ. Nó đỏ nhiều quá, mệt quá, hay con đào cho bố ấy. Con đào nhá. Con cứ nhưng con vừa đào con vừa làm. Ok. Đấy. Bố giúp thế thôi nha, bố giúp nữa đâu. Tại giờ bữa. Ồ, tại giờ bữa. À, tin 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 làm mẹ. Tin làm mẹ. Tin. Con không làm gì với em đâu. Em mà tụi em thằng kia nó không hiểu cái chạy lên một tùng nước mà chả sợ gì. Mày Thảo kìa, bắt được mấy con ngao rồi đấy. Tối nay bữa ngao rồi kìa đấy. Ừ, đôi ra cũng dạn hơn đấy, kiểu nuôi nuôi chạy chạy một hồi mãi mới quen đấy. Đùa đùa, tin tin làm đường dẫn nước về tay cân bố nhá. Tin đâu có bảo này, dẫn theo chiều ngang kia thì nó mới đỡ phải tốn sức. Thằng cu bé cho nó cũng liều bạn đấy. Đây. Đây á, mình đã chơi kìa. Ngập uống đầu gối luôn. Mẹ sợ ra. Nước nương lên à? Con phải đào ngang rồi nước nó lên đi được chứ nào. Đây chẳng đào. Đây là khoát hơn. Không, bố không nữa. Không làm rồi.
con gì giữa biển kia tí đấy, làm cái hỏi cá gần gì không phải con gì trên nhau gì à chim đấy, 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 đấy. Cái bạn kia nói chưa em chuẩn bị nhìn nhá, chuẩn bị nhìn nó ngoi lên rồi, ngoi lên rồi. Ủa, lâu chưa đấy 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 chưa đợi nhá. Cách nó nhìn tin đấy. Chưa xem nè. Thôi đi thôi. Trẻ đi. Đi thôi đi. Một lần nữa. Rồi, nhặt mấy con kia vào. Em sợ đấy. Sợ gì? Nhặt lên mang về chứ. Nhặt đi. Lấy xẻng xúc vào. Đây, xúc. Chúc vào, chúc vào. Gạt nó vào, nó như hòn đá, có gì đâu. Cái hòn đá mà. Nó có sống ở nước không? Nó sống ở trên, trên cát rồi. Thôi nha, đi nha, tạm biệt nha. Thôi tạm biệt cái này nha. Thôi đừng cho cát vào. Đừng cho cát vào, đi thôi. Tại sao? Cái cát nặng lắm, đi làm sao đi nhanh được. Được chưa? Đau lên trên này rửa. Đi. Đi khẩn trương. Chân đỏ chưa? Đỏ chân chưa? Đi thôi. Xách đi. Đi nào. Đi lên rửa chân. Đi thôi. Nhanh lên rồi. Không xúc ở đây đâu. Xúc ở nặng, không đi được, đi. Đừng xúc, thôi thế thôi, thế đủ rồi. Con này xúc ở cát thế thôi á. Ừ, thế thôi, cho thế thôi. Đi. Đi đây, mày thả đi tận đâu rồi kìa.
đi đi nhanh lên. Đi thẳng lên. Ở cái gì? Đâu qua. Đi thẳng lên. Đi cho mẹ anh chưa? Chưa. Đi vô mặt cho anh luôn. Chưa. Nhìn thấy chưa? Đây. Đây cho mẹ ăn. Thấy chưa? Đẹp nhé, để bố quay nè. Không thay à? Tôi ăn đi mê mà. Đi vô chơi à? Đi thôi, về thôi, có chơi gì nữa. Kinh quá. Không, có giờ này là thừa sống rồi. Bên kia có chỗ rửa tay chân không nhỉ?
Nó kia xong ra ra cũng được. Nó có cái bùn rửa nó, cát xong rửa đấy nó được. Đi. Thôi mình đã ra đây rồi. Đúng rồi. Mình ra đây rồi mình nắng tí à. Ra đây. Đi. Nó bên kia mà. Thôi đi lên đây đi. Ra kia mà xem có lối đây không? Không có lên đây. Tìm xem mấy cái thuyền nó đậu kìa. Đậu dưới biển kìa. Đi lên. Ây. Ôi à. Chỗ này cái thoải mái ngồi đâu rộng nhỉ, rộng. Tin ơi, ta chân quần xuống, chân quần kéo xuống, được chưa? Cái đó. Biển nha. Biển bên này cũng có. Chưa. Thuyền to đấy. Thuyền trắng to kia nhỉ. Thuyền trắng to thì nhìn thấy không? Ôi sao cái thuyền gì mà chạy nhanh vậy? Thuyền nhanh nhỉ? Còn mấy cái thuyền kia là trôi đóng cọc đấy thảo. Dạ. Mấy cái thuyền kia đóng cọc nó mắc dây đấy. Kiểu nhà hàng trên biển. Cái tàu cái thuyền nào đâu vừa chạy nhanh lắm mà khuất mất rồi. Cái chỗ đấy mình không ra được nhỉ, chỗ đấy là một cái đảo khác à? Ở đây có cái hình gì đấy, cái này là cái gì, biển báo gì, go no này. Không cho phép câu cá. Không cho câu ở bên phải mà cho câu. Cứ đi ra đi. Bên này. Đấy là câu. Bên đấy là câu cá, còn bên này là không, bên này là không, bên đen là không. Thôi đi thôi. Đi. Trắng là được. Ừ. Đen là không. Ừ. Đi thôi. Ừ. Đấy. Đấy. Quanh cái thưởng của đá quanh. Con đi vào đấy rồi đó. Đi xuống dưới đi. Xuống dưới này á? Xuống dưới ở chân hả? Đúng rồi. Xuống đằng kia. Ở này nó nhiều đá, xuống kia nó không có đá. Con nhớ lần trước mình đi xuống đấy xong mình chơi không? Nhớ. Đấy, xuống dưới đấy. Đấy, nó trôn luôn. Bố kìa con nè. Cái gì kìa? Cái gì kìa? Đó. Nhớ. Cái gì mình nhớ kìa? Thuyền, cái đấy là cái
đi xuống này phải rửa đây. Ngoài một coi. Però la GoPro sul passeggino, ragazzi, tanta roba. Ơi. Đó. Ờ. Đâu? C.
相机。哦，没有哎，没呢。嗯，都给我两个。你别修，修修修修，好厉害！你。流淌。好重要。来。刀片，魔片。thuyền kia lại thuyền to kìa, nhiều thuyền thế nhỉ. Sao tin làm đổ nước ở đây gớm thế này? Cái sàn này view đẹp chưa? Chán thế, thế này tí em ngồi thì để ướt hết quần áo à? Đi một tí rồi, nó vừa mới đổ xong rồi dựng lên. Thôi đi thăm máy đi. Máy thì bấm, bấm vào máy đi. Bấm như nào nhá.